Năm. Năm. Xin mời. Xin mời. Cảm ơn. Ra đây. Chàng à. Chàng à. Khách ngày hôm nay á, tôi đâu có quen biết ai đâu. Mà thôi, tôi thôi về nha. Ở đây đi. Hôm nay á, mình mời toàn những người cao cấp, họ ở trong chính quyền không à. Nào là Mông Sự Tính, ổng làm bên cục tài chính nè, rồi có ông tỉnh trưởng, ông phó bộ nữa, và nhiều quan chức cao cấp lắm. Ủa Năm à, vậy cô là Năm ơi, cô Năm ơi. Ờ trời ơi, sao cô Năm đứng ngoài này nói chuyện gì đâu khóc vậy? Trời ơi, khách quá trời, người ta đang đến kìa. Phan tính trốn á, nhưng mà tôi bắt ở lại không cho về. Cái gì? Dạ thưa ông. Nè, không cần nói cái gì hết trơn trọi nha. Hôm nay mà không gặp được á, là tôi tuyệt giao luôn đó nha. Ở lại đây đi, bữa nay khách khứa nhiều, tay to mặt bự lắm. Để tôi giới thiệu làm quen, rồi mình tao muốn làm ăn ha. Dạ. Đi ra tiếp khách đi ha. Đi. Ở chơi nha, không có về nha. Dạ. Rồi về đi. Năm. Phan. Khách tới đông đủ chưa Năm? Khách tới cũng đông đủ rồi. Mời hai ông về nhập tiệc luôn. Dạ, xin mời. Vô ông. Đi ăn. Tối nay qua ngủ ở nhà tôi có được không Phan? Nhà tôi với nhà Năm cách nhau có đoạn đường à. Hãy tối nay về nhà Phan nhé. Quyết định luôn, về nhà Phan. Đi vô tiếp khách đi. Đi. Minh. Mình đi đâu mà về trễ với mình? Em đợi mình từ hồi trưa tới giờ luôn á. Thôi, tôi về đây. Chào Phan. Cô đó là ai vậy Minh? Đó là cô Năm, người làm ăn chung với tôi đó. Mình vô trong nhà trước đi. Vô trong đi, tôi ra tiễn cô Năm cái, tôi vô liền.